Chào mừng cả nhà đã quay trở lại Facebook Live số 22 của Real Dream. Chỉ vài ngày trôi qua thôi, nhưng có rất nhiều tin tức quan trọng mà các bạn không nên bỏ lỡ. Chúng tôi sẽ không để các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa. Vào luôn ha! Mở đầu là event mới nhất vừa khởi động vào hôm qua. For the Cliff Pick a Prize. Chẳng cần đăng ký chỉ cần trong thời gian diễn ra sự kiện từ ngày 15 tháng 3 đến 22 tháng 3, bạn đạt level 10 trở lên và có sự tăng cấp user level cao nhất là đã giành giải thưởng rồi. Người chơi và cách phân phối thưởng được chia ra thành hai nhóm. Người chơi có level khởi điểm trong thời gian diễn ra sự kiện là từ level 10 đến level 26, thuộc top 3 có level lift cao nhất sẽ nhận được từ 5.000 đến 10.000 kim cương. Người chơi có level khởi điểm trong thời gian bắt đầu sự kiện là từ level 27 trở lên. Thuộc top 3 có level lift cao nhất sẽ nhận được từ 10.000 đến 20.000 kim cương. Chi tiết sự kiện chúng tôi đã đính kèm ở phần bên dưới. Hãy đọc kỹ và nhanh chóng tăng tốc để giành được giải thưởng nha! Tuần vừa qua, Rerim đã mở bán Super Premium Box chứa một trong năm hero có giá trị nhất Rerim. Premium Super Premium Box là những box vô cùng đặc biệt, chỉ chứa Rare và Super Rare NFTs. Khi sở hữu box này, bạn có tới là 80% cơ hội sở hữu 3 New Rare và Super Rare Heroes, đó chính là Royal, Wizards và Sight. Tỷ lệ cụ thể các bạn có thể xem như trong hình. Những Super Premium Boxes này đã bán trên MDES vào ngày 10 tháng 3 vừa qua. Real, Real, Real cũng có kế hoạch bán những box này trên Gay.io. Để chúc mừng sự kiện đặc biệt này, Rearing đã kết hợp với hai đối tác này tổ chức campaign Europe NFT Box, quà tặng là từ 15 đến 20 NFT Box. Rearim cũng tổ chức một buổi AMA tại Rearim Global Group nhằm trao đổi với cộng đồng về Rearim của hiện tại và những dự định trong tương lai. Tại buổi AMA này, chúng tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi chất lượng, chứng tỏ sự quan tâm rất là sâu sắc của cộng đồng với những bước đi của Rearim. Tiếp theo là sự kiện đang diễn ra trong tuần này. 1.000 Normal Mystery Box đang được mở bán tại real Game Market Play với giá là 2.888 Real Token trong một box. Những Normal Box này có chứa một trong 7 Normal Hero đến từ 4 trung binh của Real Game. Tỷ lệ là 14,3% chia đều cho 7 NFTs. Chúng ta đều biết tầm quan trọng của NFT Hero trong việc gia tăng sức mạnh binh đoàn của bạn từ đó giúp cho chúng ta khả năng có thể ơn đúng không? Mọi người đều nên sở hữu cho riêng mình các NFT mạnh mẽ. Nếu chưa, bạn hãy nhanh tay truy cập vào Rerem Real Real Marketplace ngay bây giờ. Thời gian reorder đã hết. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục bán bóp còn và cho đến khi 2 PM UTC tức 9 giờ tối ngày 19 tháng 3. Đây là cơ hội tốt để có những NFT mới với full LGV với mức giá phải chăng đó nha. Chỉ còn 3 ngày nữa thôi, các bác nhanh tay nha. Cuối cùng là chuyên mục hàng tuần, report với những con số đáng mừng. Total user vẫn gia tăng đều đặn từ tuần trước, đến nay đã đạt là 140.278 user. Số liệu thứ hai về total real token mà player đã sử dụng để mua kim cương. Kim cương được xem như là một tài nguyên vô cùng quý giá trong game. Vậy nên không ngạc nhiên là khi số real dành cho việc này lại lên đến là 1.268.000 real. Cuối cùng là hai số liệu quen thuộc vẫn ghi nhận sự gia tăng đáng kể như mọi khi. Total NFT Business Issue 2 triệu 582.406 Total Real In Game Issue 5 triệu 429.950 Tất cả những sự phát triển này đều nhờ vào sự ủng hộ to lớn của cộng đồng chúng ta. Chúng tôi sẽ luôn cố gắng làm tốt hơn để mang đến cho các bạn một game hoàn toàn tốt nhất và hoàn thiện nhất. Spotlight số 22 đến đây là kết thúc. Xin hãy tiếp tục theo dõi Vream thông qua những kênh channel dưới đây để cập nhật những thông tin mới nhất nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những Spotlight tiếp theo. Lana bye bye!